Bây giờ các bạn trẻ bị dính mắc vào câu chuyện đứng núi này trông núi nọ, làm ở mỗi công ty 3-4 tháng, xong lại thấy chỗ thằng bạn nó giới thiệu chỗ này ngon lại nhảy. Nhảy xong làm 3-4 tháng lại cả thèm chóng chán và cứ nhảy đi nhảy lại như vậy. Thì từ lúc tốt nghiệp đại học là 22 tuổi đến năm 28 tuổi, có khi bạn chưa có một nghề gì ra hồn. Nhưng nếu bạn hình dung từ 22 tuổi đến 28 tuổi, bạn chuyên tâm vào đúng cái nghề mà ngay từ đầu bạn xác định, và bạn đừng bị biến tiền nó chi phối, mà chỉ cần tiền nó đủ ăn thôi, thì 6 năm tôi tin với một con người cực kỳ bình thường, 6 năm thực tế và nỗ lực học hỏi là họ đã có một nghề cứng rồi và không bao giờ phải chênh vênh nữa.